Quế Nghịch TV là ai? Sinh năm bao nhiêu? Quê ở đâu? Vâng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn. Quế Nghịch tên thật là Nguyễn Văn Quế, sinh năm 1987 trong một gia đình nghèo tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Với hơn 413.000 người hâm mộ trên Facebook, gần 680.000 người theo dõi trên TikTok và hơn 1 triệu người đăng ký trên YouTube, anh đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng yêu thiên nhiên và động vật. Thông qua những câu chuyện bình dị đời sống làng quê, những khoảnh khắc đời thường chân thực, gần gũi, Quế Nghịch không chỉ mang đến người xem những phút giây bình yên, hòa mình với thiên nhiên, mà còn lan tỏa tình yêu thương và lòng trắc ẩn, giúp mỗi người thêm yêu và trân trọng cuộc sống hơn. Chàng thanh niên vươn lên từ nghịch cảnh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hết lớp 9, Nguyễn Văn Quế phải nghỉ học để bươn chải kiếm sống cũng như nuôi em đến trường. An đã trải qua nhiều công việc, làm nhiều như phụ hộ, thợ mộc, trồng ghép cây. Và trong quá trình đó, An gặp rất nhiều động vật yếu ớt, đáng thương, nên đã dành tình yêu và sự quan tâm đặc biệt cho chúng. An đã cứu chữa, hồi sinh một số loài cây, nhận nuôi và chăm sóc những động vật bị bỏ rơi hoặc những động vật bị chấn thương, đau ốm trong tự nhiên và có thói quen ghi lại video để làm kỷ niệm. Sau này, An xây dựng các kênh mạng xã hội với mong muốn mang lại giá trị tinh thần trong sáng và tốt đẹp cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Tôi cho rằng, tâm hồn trẻ thơ cần sớm được nuôi dưỡng, vun vén. Trên mạng xã hội giờ tràn lan nhi nội dung xấu độc, không phù hợp với trẻ nhỏ. Tôi chỉ muốn góp chút công sức để hướng mọi người, đặc biệt là các em tới những đi tích cực. Hy vọng những khoảnh khắc chân thực, gần gũi mà tôi chia sẻ có thể góp phần lan tỏa tình yêu thương, khơi gợi lòng trắc ẩn và mang đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, Quế Nghịch chia sẻ. Không chỉ vậy, Quế Nghịch còn thường xuyên trao gửi những món quà yêu thương tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, hay những người già neo đơn tại tỉnh Bắc Giang.